vợ của công nhân tử nạn tại Thủy Điện Giao Trang 3, trình báo công an việc bị lừa đăng nhập vào đường link, sau đó tài khoản tiền hỗ trợ bị trừ 100 triệu đồng. Sáng ngày 21 tháng 10, Thượng tá Trần Anh Tuấn, trưởng công an huyện Crono, tỉnh Đắk Nông cho biết, chiều ngày 20 tháng 10, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Lê Thị Thu Tê ở thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, Crono, vợ anh Trần Văn Lộc, nạn nhân bị tử nạn tại Thủy Điện Giao Trang Ba về việc bị một kẻ lừa số tiền 100 triệu đồng. Theo đơn trình báo của chị Thảo, trong những ngày qua, khi biết thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, các nhà hào tâm đã hỗ trợ tổng cộng 250 triệu đồng. Tuy nhiên, trưa ngày 20 tháng 10, có một số điện thoại lạ gọi vào số máy của chị Thảo và sau cuộc nói chuyện đó thì tài khoản của chị bị trừ mất 100 triệu đồng. Người đàn ông này giới thiệu tên là Nghị, trú tại thành phố Đà Nẵng, ngoài động viên chia sẻ ông còn xác nhận đúng số điện thoại và số tài khoản của chị thảo hay không sau đó gửi một tin nhắn nhắn thêm một đường link đề nghị chị thảo nhập thông tin cá nhân vào đường link đó họ bảo vì tiền từ nước ngoài chuyển về phải nhập đủ thông tin mới nhận được tiền anh ta nói chuyện rất chậm rãi hướng dẫn em làm từng bước em cũng sử dụng một chiếc điện thoại khác để đăng nhập vào đường link này làm đúng như lời anh ta Thế nhưng, đang trong lúc nói chuyện thì tài khoản của em hai lần bị trừ mất tổng cộng 150 triệu đồng. Khi kết thúc cuộc gọi, em mới phát hiện ra. Đến lần thứ ba, người này gọi điện đến thì em không bắt máy nữa. Do tắt máy nên số tiền 50 triệu đồng bị rút lần ba chuyển không thành công được trả lại vào tài khoản cho em. Sau khi được tư vấn, hiện chị Thảo đã tạm thời khóa tài khoản cá nhân, đồng thời cùng gia đình trình báo cơ quan công an toàn bộ số tiền mà các nhà hào tâm giúp đỡ cho gia đình chị thảo đang được phong tỏa để tránh kẻ xấu chiếm đoạt